Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Nếu anh em thấy thích và muốn tạo ra một video tương tự như anh em vừa thấy thì mời anh em xem tiếp video để cùng mình thực hiện chỉnh sửa trên CapMaster. Cũng trong video này và dưới phần mô tả mình đã để hai vật liệu. Một là dự án beta hiệu ứng xi ngầu để chỉnh sửa trên CapMaster 5.0 và một video nền xanh sử dụng trên CapMaster có cấu hình thấp hơn. Anh em đang sử dụng CapMaster tương thích với cái nào thì lấy về và sử dụng. Mình sẽ đồng thời hướng dẫn anh em chỉnh sửa ở hai phiên bản luôn. Thứ nhất, CapMaster 5.0. Anh em bắt đầu mở CapMaster lên. Chọn tạo mới. Chọn 16 chính. Chọn nhập dự án beta. Chọn OK. Chọn tiệp. Chọn dự án hiệu ứng xí ngầu. Những thao tác vừa rồi rất quen thuộc khi anh em sử dụng dự án beta trên kênh của mình. Anh em đợi một khoảng thời gian để ứng dụng nhập dự án. Đã xuất hiện dự án, anh em chỉ việc thay đổi từng bức ảnh của mình là OK. Ở đây mình chỉ thao tác 3 ảnh khái quát đơn giản, anh em nắm được có thể tạo ra nhiều chi tiết đẹp hơn. Khi anh em thay đổi ảnh, nó không khớp với khung, anh em cứ điều chỉnh lớn nhỏ lên xuống đến khi nào được mắt, đẹp là OK. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa trên CapMaster có cấu hình thấp hơn bằng cách xóa nền xanh. Anh em chọn tạo mới, chọn 16 chính, chọn tiếp theo, chọn hình ảnh. Anh em chọn nền trắng, kéo dài hơn 1 phút. Tiếp tục chọn lớp, chọn phương tiện, chọn video nền xanh, hiệu ứng xí ngầu. Chọn chế độ lắp đầy màn hình. Tiếp tục anh em tìm đến phím Chroma, chọn bật. Hai thanh điều chỉnh anh em chọn là 27 và 54. Anh em chọn lớp, chọn phương tiện, chọn ảnh, chọn 3 chấm, chọn đưa về sau cùng. Anh em kéo ảnh đến vừa khuất cái giao diện thứ nhất, nếu thừa thì cắt bớt. Bây giờ xem lại xem ảnh có OK không. Nếu OK thì tiếp, còn chưa OK thì điều chỉnh đến khi nào OK là được. Tiếp tục ảnh 2, từ điểm kết thúc của ảnh đầu tiên, chọn lớp, chọn phương tiện, chọn ảnh, chọn 3 chấm, chọn đưa về sau cùng, điều chỉnh ảnh khớp với khung đã xóa nền là OK. Những bức ảnh còn lại làm tương tự luôn.
Mình chỉ làm khái quát ba ảnh, anh em nghiên cứu tạo thêm nhiều bức ảnh cho riêng mình ha. Mình đã chia sẻ cho anh em tạo ra hiệu ứng xí ngầu trên cả hai phiên bản Camaster. Nếu anh em thấy thích, cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp. Xin chào.